nhu cầu nhà ở xã hội tăng. Mục đích lớn nhất của tôi là tôi mua được nhà, tranh cao tranh thấp thì mình đã đặt đóng rồi thì mình cũng sẽ an tâm hơn là so với những người mà chưa đóng. Cũng là lúc béo cỏ. 100% chắc chắn có căn luôn. Mà chị chọn căn nào tầng nào cũng được. Ông nào làm nhà thổi mà lâu lắm không ai cho lên báo. Ông nào mà chưa lên báo một lần nào thằng này không bao giờ có kinh nghiệm. Thưa quý vị, an cư lạc nghiệp là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng với những người có thu nhập thấp và trung bình đang lao động tại các đô thị thì việc sở hữu được nhà quả là vô cùng khó khăn. Chính vì thế mới có loại hình nhà ở xã hội để tạo điều kiện cho nhóm đối tượng này. Ở Hà Nội thì đã có nhiều dự án nhà ở xã hội đi vào hoạt động, thực hiện tốt mục tiêu chính sách của mình. Và ở thời điểm hiện tại chỉ có dự án nhà ở xã hội Trung Văn thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm là đủ điều kiện mở bán với 157 suất mua, 68 suất cho thuê. Nhu cầu nhà ở xã hội thì vẫn cao nhưng cung còn hạn chế nên đây lại là thời cơ để một số cò mồi bất động sản giao bán ăn chênh lệch, thậm chí là mức chênh lệch có thể lên tới cả 100 triệu đồng mỗi căn. Ở đây em có một suất, ở đây cái chi phí xử lý của nó đang là 600 triệu. Thì là anh muốn chọn căn nào cũng được, tầng chọn luôn. 600 triệu không phải tiền nhà mà là tiền chênh. Quá hời trong một cuộc giao dịch. Nên lượng cò bất động sản nở rộ ngay khi dự án nhà ở xã hội giao bán. Hội nhóm môi giới nhanh chóng đạt tới hàng nghìn thành viên. Chênh thì bọn em không báo qua điện thoại được đâu. Bọn em là làm cho chủ tư mà làm sao báo trên qua điện thoại được. Chủ nhà nó ăn chứ có phải là thằng siêu ăn đâu. Mà tại sao nó có cái giá này? Muốn mua được chắc suất là 350 triệu tại dự án này. Nhờ em hỗ trợ em điền cách như làm các chủ yếu sơ cần gì. Em hỗ trợ làm thì anh chị nhàn nhất có thể. Thì là phí 15 triệu đấy. Còn em không bao đỗ. Ok không ạ? Còn bỏ ra 350 triệu tiền phí này ấy, là em cố gắng là lấy được căn mà biết chừng vào căn nào luôn. Là tỷ lệ gọi là từ 0% lên 80%. Quảng cáo là căn ở vị trí nào cũng có, nếu chọn chỗ đẹp, phí chênh lệch có thể lên đến 50% tiền gốc. Cò mồi nào cũng khoe là mình nhiều hàng. Các anh xin sở với lại liên kết thì bọn em lấy về cũng thực sự là như vậy. Mà giá thì bán cho ai cũng giá như nhau. Bọn em nhận hơn 30 suất. Suất mua. Sàn bên mình anh được nhận hơn 30 suất ngoại giao cả. Vâng. Cái sàn này là do chủ đầu tư tách ra làm lập pháp nhân cho bọn em làm. Một cái suất này của ông cán bộ, ông được ưu tiên chủ đầu tư cho. Duy nhất một suất anh có nghĩa là suất này em dám đảm bảo chắc chắn cho anh chị 100% luôn. Anh chị đến gọi là vẫn phải đi bốc thăm bình thường nhưng đã có sự sắp xếp của em hết rồi. 6, 9, 9, đường đi nước bước được sắp xếp tỉ mỉ. Ngay cả khi người mua không đủ điều kiện xét duyệt mua nhà ở xã hội thì cò mồi cam đoan vẫn sẽ có cách. Thậm chí còn khẳng định làm luôn được cả hộ khẩu Hà Nội nếu người mua chưa có. Anh chị làm khẩu mất 12 nhà cần 47 thôi. Em sẽ tự liên hệ hai bên trao đổi tiền năng với nhau cũng như là hồ sơ với nhau. Cái này mình sẽ làm ở thường như này, một là Đan Phượng, Hoài Đức, hai là bên Thanh Trì. Những cái vùng ven thôi. Tiền chênh đóng ven, mỗi lần đóng đều có phiếu thu, phiếu cọc đàng hoàng và đều có hợp đồng ràng buộc giữa hai bên. Bây giờ thêm tiền được căn này thì... Khi khách hàng đã tin tưởng xuống tiền, với khoảng hơn 100 triệu đồng tiền cọc, thì hợp đồng giao dịch với cò mồi sẽ núp bóng dưới dạng tư vấn hồ sơ. À, Kiều thì 7 đúng không? Vào tiền đặt mấy rồi? Đợt 20 triệu, đợt này 125 triệu, đó là 175 triệu. Còn bắt nó ghi cho em là... Nếu bên A không làm được khẩu hoặc không muốn mua nữa thì bên B gửi lại tiền đây này. Nhỡ đâu nó phá sản rồi thì mình biết tìm ai. Đánh đổi niềm tin rồi thì mất thì cũng phải chịu thôi. Nói thật là nhà em chỉ có 400 triệu. Thì em tính là đóng đủ tiền chênh. Lúc đầu em cọc xong về em cũng lăn tan, em gọi điện em bảo nó mãi mấy lần xong em máy của em thì nó có ghi cuộc gọi các thứ em phải chuẩn bị hết. Chứ còn bây giờ bảo là làm sao mà biết thế nào để mà tin tưởng 100% được. Người mua chấp nhận tin vào lời cam kết của cò mồi, chấp nhận chi tiền chênh lệch đậm để có suất mua nhà. Nhưng khi chi rồi thì lại bất an. Vâng, chắc hẳn xem đến đây thì nhiều người sẽ thắc mắc, vậy những khách tìm mua là ai mà lại sẵn sàng bỏ số tiền chênh lệch tới vài trăm triệu như vậy để có cơ hội mua nhà ở xã hội phải không ạ? Thực ra thì có rất nhiều dạng người mua nhưng mà có thể tạm chia thành hai nhóm như sau. Thứ nhất là nhóm các khách thực sự là người trong diện chính sách được mua nhà ở xã hội nhưng họ không dám chắc là mình giành được suất mua. Nên dù là nhóm đối tượng chẳng dư giả gì nhưng họ vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền chênh lệch lớn để chắc suất mua nhà ở xã hội.
Còn nhóm thứ hai là những người không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, trong đó có cả dạng mua để đầu tư bán lại, và họ tin là cò mồi có thể hợp thức hóa được việc mua nhà ở của mình. Hiện thì mọi thông tin về dự án nhà ở xã hội Trung Văn cũng đã được công khai và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và website của chủ đầu tư, như quý vị đang thấy trên màn hình ở đây. Dĩ nhiên là với mức giá niêm yết theo quy định và miễn phí việc tư vấn hồ sơ. Theo như Sở Xây dựng Hà Nội thì quy trình bán nhà cũng sẽ được thực hiện theo hình thức bốc thăm công khai, không có trường hợp ngoại lệ. Nhưng có vẻ như là có mối tin là mình có thể thao túng được việc đó và khiến cho những người bỏ hàng trăm triệu tiền chênh lệch cho mình cũng tin vào điều đó. Trao đổi về tình trạng này với chủ đầu tư và cơ quan quản lý, các bên đều khẳng định việc môi giới như trên là trái pháp luật và khách mua có thể sẽ bị mất tiền. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS một lần nữa khẳng định là không liên kết với bất cứ một cái sàn giao dịch bất động sản nào. Việc lựa chọn khách hàng hoặc là chọn căn, chọn tầng là hoàn toàn là không có căn cứ. Tất cả các khách hàng thì sẽ phải tham gia bốc thăm một cách công khai và minh bạch. Do đó cái trường hợp ngoại giao là không hề có một cái trường hợp nào là theo tất cả các cam kết của sàn là không có. Các cái sàn giao dịch bất động sản mà đăng tin về giao dịch bất động sản, các cái dự án nhà xã hội là vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ thành lập những cái đoàn kiểm tra. Kiểm tra trực tiếp các cái sàn giao dịch bất động sản mà có cái biểu hiện là đưa ra các thông tin sai lệch liên quan đến việc huy động, rồi là những kinh thu, những kinh phí không đúng quy định, rồi là thu nộp hồ sơ của người dân để giải quyết cái mua cái nhà xã hội cho người dân. Bên chủ quản thì khẳng định chẳng có suất ngoại giao nào cả và cũng chẳng có con đường nào đi nhanh hơn. Loay hoay đi tắt, nhờ vả cò mồi thực tế là đi vào ngõ cụt. Nhưng chắc chắn là có một lý do nào đó khiến cho cò mồi vẫn tiếp tục khiến không ít người tin tưởng và trao tiền cho mình. Có thể đó chính là lúc mà họ chứng kiến cảnh có quá nhiều người xếp hàng để nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Khi đó cò mồi sẽ đánh hơi rất nhanh và đánh vào tâm lý đó là đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn. Bốn giờ sáng, văn phòng của chủ đầu tư đã có nhiều người trực chờ nộp hồ sơ. Ai cũng sợ không nhanh thì mất lượt. Bởi mỗi ngày chủ đầu tư chỉ thu khoảng 40 bộ. Dù đã chờ nhiều giờ đồng hồ, nhưng người đàn ông 78 tuổi này vẫn quyết đợi. Ông nghĩ là mình có cơ hội mua được cái nhà ở xã hội không? Chắc là được. Sao tự tin thế nhỉ? Tin là vì là tôi thực là nói là nếu mà theo cái chế độ đấy, thì là những người có công với cách mạng, có hơn huy chương thì được làm hồ sơ để mua. Thì còn mua được hay không thì bốc phiếu bốc trước đủ thứ thì không biết thế nào. Đơn này của em đang có một chút sai là sao lại sẽ thế này? Đơn của em đã in sẵn rồi. Nộp đơn trực tiếp, không qua trung gian, không qua môi giới và ai cả. Và cũng hy vọng là có cơ hội. Ai cũng mong có cơ hội. Có người đi đường thẳng, có người đi đường tắt. Ai không đủ kiên nhẫn và niềm tin thì cò mồi sẽ tiếp cận để gợi ý đường tắt. Chị ngồi một chỗ thôi, chị cung cấp giấy tờ cho em thôi. Mà đi nộp hồ sơ thì mình không phải đi nộp luôn à? Đúng. Không phải chờ đợi ạ? Không phải chờ đợi vì gì cả. Anh chị kia anh chị xếp hàng từ sáng tới tối không nộp được cơ. Bị thuyết phục bởi những lời hứa hẹn và tận mắt chứng kiến hàng dài người đang nộp hồ sơ, nên cuối cùng người phụ nữ này cũng đã tìm đến một sàn bất động sản với chi phí chênh là 300 triệu đồng. Mục đích lớn nhất của tôi mua được nhà và mình chuẩn bị có nhà. Và dù tranh cao hay tranh thấp thì mình đã đóng rồi thì mình cũng sẽ an tâm hơn là so với những người mà chưa đóng. Vì đóng tranh nên tự tin hơn so với người chưa đóng. Thế nhưng không phải ai cũng tin vào con đường tiểu ngạch. Mình cũng không chắc được vào cái tiến độ. Mà bây giờ nếu như mình trong cái giai đoạn khó khăn như này mà lộp vào cả tiền tranh cả tiền đặt cọc của đợt 1 thì nó cũng rơi vào khoảng gần 1 tỷ. Thì đấy là cũng là cái băn khoăn. Các cái sàn nó lại bán giá chênh đến tận 6 đến 7 triệu nên là không được mua được. Nên là phải chuyển đi chỗ khác, nên là phòng trọ thôi chứ chẳng phải là căn nhà mơ ước giống như dự định của mấy năm trước. Khép lại giấc mơ an cư vì điều kiện còn hạn chế. Bởi tha từ bỏ ước mơ chứ không chấp nhận tiếp tay cho những kẻ trục lợi.